không hề gắn đường. Rồi anh Hùng đang thuê nhà gần đó, nó bắt anh Hùng thuê lúc ở trên Gò Vấp. Dọn đi bất tức luôn. Đầu tiên là ở quận 4 xong rồi chọn đi chỗ. Nó bắt anh Hùng thuê rồi nhá, để chắc đứa liên lạc lại luôn mà. Ừ. Thì tự nhiên đó thì ông này nghe ngon ngọt mà cái người mà phá đám người ta lúc nào cũng ngon ngọt lắm, đủ thứ thủ đoạn để mà phá đám. Đó. Thì lúc đó ông đang bị cuốn mà. Nhưng anh Hùng mới đã đâu. Nhưng anh Hùng giỡn cái này, quen cứ quen nhưng đừng về công khai. Công khai để làm cái gì? Thứ nhất là công khai không đẹp cho anh Hùng. Chọc tức chị. Chọc tức chị thì đâu có được gì đâu. Trong tình yêu mình đừng nên chọc tức. Mình muốn níu kéo là mình níu kéo bằng con tim. Chứ mình chọc tức là mình càng đẩy xa, mình đẩy ra câu chuyện ra. Cái cách anh Hùng hơi xử sự hơi bị trẻ con. Tại sao anh Hùng ở dưới quê, ảnh hiền lành, ảnh không có trải đời nhiều. Nếu là chị đặt trường hợp anh Hùng, chị không làm vậy. Nên nói đi nói lại, chị thương anh Hùng nhiều hơn là chị giận. Nếu anh Hùng anh trưởng thành hơn, anh không xử sự vậy. Thì là đẹp biết mấy. Nên nếu mà nói trách thì không trách anh Hùng mà chị thương chồng chị quá thờ. Bị mất bảy bé đó. Và con bé đó nó là người châm dầu vào lửa để cho câu chuyện đẩy xa ra. Để cho anh Hùng không có cơ hội quay lại cho chị là bé đó. Nó bắt ổng phải úp hình lên, nó bắt ổng này nọ kia. Nó châm dầu vào lửa. Thì câu chuyện nó mới đẩy xa ra. Đúng không? Tại vì nó sợ anh Hùng trở lại. Tại vì chị là người 5 năm đó mà sao đứt dây chị được. Không thể là đứt dây chị được. Nếu mà nói thật sự anh Hùng muốn quên chị rất khó. Tại sao chị khẳng định được điều đó? Khẳng định điều đó, đến giờ anh Hùng đâu quên được đâu. Đến giờ anh Hùng vẫn điện thoại nhắn tin thường xuyên là rõ ràng. Đó là câu trả lời chị khẳng định. Tại vì sao chị sống thật. Chị chân thành. Cái sự chân thành đó nó sẽ đánh giá 90%. Sống anh phải chân thành. Còn vấn đề mà nếu thật sự bé nó đứt dây chị, bé nó phải hơn chị. Tất cả về mặt này tư cách đã không bằng rồi. Vợ chồng thằng đụng là nhảy vô. Tư cách gì? Nói vậy là cái người sau nặng với chị thì đương nhiên em nghĩ đi anh Hùng nếu mà nó không bé nó không bắt anh Hùng úp hình anh Hùng sao mất anh Hùng úp hình nên là anh Hùng mất lợi mà khán giả ta ghét anh Hùng thì tại sao anh Hùng anh đủ khôn để làm điều đó mà tại sao anh Hùng anh vẫn úp lên đó là anh bị ép buộc và chị biết được một điều là bị ép buộc tại vì tài xế của chị lúc đó đăng cho anh Hùng là nó ép anh Hùng phải úp hình lên. Nên thật sự nó nói là chị tình cảm á, chị không hề giận anh Hùng nhiều. Chị đã, chứ thật sự phần còn ghen. Không có xứng tầm với chị. Thật sự nên chị không có gì ghen.